Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiền liệt tuyến là một tuyến nhỏ kích thước khoảng từ 10 đến 20 gram, chỉ có ở nam giới, nằm sát dưới cơ bàng quang bao quanh lấy đoạn niệu đạo và trộn nối với cổ bàng quang. Tiền liệt tuyến có chức năng chính là sản xuất ra chất dịch, giúp cho quá trình sinh sản của nam giới. Ngoài ra, tiền liệt tuyến còn giữ độc tố, vi khuẩn, hóa chất không để đi vào đường tiết niệu. Phi đại tiền liệt tuyến là sự gia tăng kích thước của tuyến tiền liệt ở độ tuổi trung niên và tuổi già, chèn ép vào niệu đạo và bàng quang gây ra rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, bí tiểu, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu ngập ngừng, tiểu không hết bãi và các biến chứng như nhiễm trùng tiết niệu, suy giảm chức năng thận, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì có trên 50% nam giới từ 60 đến 70 tuổi bị u xơ tiền liệt tuyến và có đến 88% nam giới trên 80 tuổi mắc phải căn bệnh này. Để điều trị căn bệnh này cùng với điều trị bằng thuốc và phẫu thuật, chế độ ăn uống và luyện tập cũng đóng vai trò rất quan trọng để cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt và phòng bệnh tái phát và tiến triển. Chương trình Sức khỏe là vàng tuần này sẽ thông tin về bệnh lý này. Nhưng trước hết quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy cùng chúng tôi bắt mạch sức khỏe của bạn. Thưa quý vị, phì đại tiền liệt tuyến bắt đầu xuất hiện ở độ tuổi 30, tuy nhiên sau độ tuổi 50 mới xuất hiện các triệu chứng của bệnh. Một số ít xuất hiện ở người trẻ tuổi. Bệnh ngày càng gia tăng theo độ tuổi, hơn 50% nam giới trên 50 tuổi mắc bệnh này. Ghi nhận tại Bệnh viện E, thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân bị mắc các bệnh về tiền liệt tuyến, trong đó bị phì đại tiền liệt tuyến. Nhiều trường hợp tới khám trong tình trạng bệnh đã chuyển thành ung thư, có những bệnh nhân mới ngoài 50 tuổi. Theo ghi nhận của cái phòng khám của khoa phẫu thuật tiết niệu nam học Bệnh viện E chúng tôi, thì gần đây chúng tôi ghi nhận rất nhiều trường hợp những bác nam lớn tuổi đến khám vì bệnh lý tiền liệt tuyến, chiếm đến khoảng tầm 30% trong tổng số khám ở khoa phòng khám chúng tôi. Đấy. Trong số đấy có nhiều trường hợp thì khi đến khám với chúng tôi thì đã phát hiện bệnh đã chuyển sang giai đoạn ung thư. Đấy. Nhiều trường hợp mà thường là độ tuổi có thể phát hiện là dưới 50 tuổi. Trong những năm gần đây thì nhờ cái sự phát triển về y học của thế giới và cái truyền thông của cái bệnh lý tiền liệt tuyến tiếp cận được nhiều người dân nhiều hơn. Đấy, nên người dân chủ động đi tầm soát. Đấy, có những cái trang thiết bị hiện đại, các mắc cơ ung thư nhiều hơn nên chúng tôi đã phát hiện được nhiều bệnh lý ung thư tiền liệt tuyến từ giai đoạn rất là sớm. Đấy, nên tỷ lệ phát hiện bệnh lý tiền liệt tuyến thường dưới 50 tuổi càng ngày càng nhiều hơn. Theo thống kê, tỷ lệ mắc bệnh và mức độ trầm trọng của bệnh thường gia tăng theo độ tuổi. Theo các nhà chuyên môn, có tới 45 đến 70% số nam giới trong độ tuổi từ 45 đến 75 mắc căn bệnh này. Tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc bệnh càng lớn. Tuy nhiên ngày nay, tỷ lệ người trẻ hơn ngày càng gia tăng. Thường bệnh lý phì đại tiền liệt tuyến thì đến với chúng tôi thường là bệnh nhân thường có biểu hiện đi tiểu đêm rất là nhiều. Đấy, tiểu tia yếu. Đấy, bệnh nhân phải gắng dặn để tiểu rất là nhiều. Thường ban đêm bệnh nhân phải đi từ 4 đến 5 lần. Hầu như là bệnh nhân đến chúng tôi than phiền là bệnh nhân không thể ngủ được do đi tiểu quá nhiều lần. Đấy. Thứ hai là thậm chí bệnh nhân còn kêu là chúng tôi đi tiểu tiện, thậm chí còn đi lâu hơn đại tiện vì phải dặn mãi bệnh nhân mới có thể đi tiểu được. Chúng tôi chẩn đoán thì đầu tiên bao giờ chẩn đoán cũng phải dựa vào cả lâm sàng và cận lâm sàng. Chúng tôi sẽ hỏi có bộ câu hỏi riêng về các triệu chứng của đường tiểu dưới. Đấy, chuẩn bây giờ nó là bộ câu hỏi về IPSS. Đấy, thì chúng tôi sẽ dựa vào cái thang điểm dựa trên cái IPSS. Đấy, đấy là thang điểm quan trọng nhất. Ngoài ra chúng tôi có những cái đánh giá về cận lâm sàng, ví dụ như là siêu âm. Đấy, hay là PSA. Đấy là trong những tiêu chí chúng tôi dựa vào. Trên thế giới, ước tính có khoảng 30 triệu người mắc chứng phì đại tuyến tiền liệt. Từ 40 đến 50 tuổi, nguy cơ mắc phì đại tuyến tiền liệt là 20%. Từ 51 đến 60 tuổi, nguy cơ mắc phì đại tuyến tiền liệt là 50%. Từ 70 đến 80 tuổi, nguy cơ mắc phì đại tuyến tiền liệt là 70 đến 75%. Vâng, thưa quý vị và các bạn, phì đại tiền liệt tuyến là một bệnh lý thường gặp ở nam giới tuổi trung niên.
Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân và có thể dẫn tới các biến chứng nghiêm trọng đối với sức khỏe. Chuyên mục bác sĩ của bạn sẽ cùng trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học bệnh viện E. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lời đầu tiên xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học bệnh viện E đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe là vàng. Xin chào biên tập viên Ngọc Hòa, xin chào quý khán giả truyền hình VOV. Trước tiên xin được hỏi bác sĩ, phì đại tiền liệt tuyến là gì? Bệnh phì đại tuyến tiền liệt là mình được gọi là bệnh lý lành tính, được hình thành do sự tăng sinh lành tính các cái thành phần cấu trúc tạo lên tuyến tiền liệt như là tổ chức biểu mô hoặc là tổ chức sơ của tuyến tiền liệt. Và chính khi tăng sinh như vậy ấy, thì nó sẽ gây ra biến đổi về cái cấu trúc giải phẫu cũng như là biến đổi tăng kích thước của tuyến liệt, và về hậu quả lâu dài thì nó sẽ gây ra biến đổi cái cấu trúc đường kính, khẩu kính của niệu đạo cũng như là lệch trục sinh lý của niệu đạo và gây ra rất nhiều cái rối loạn đường tiết niệu cũng như đường sinh dục ở nam giới. Thưa bác sĩ, nguyên nhân nào dẫn đến phì đại tiền liệt tuyến? Các cái nguyên nhân mà người ta đã tìm ra đó là các yếu tố nguy cơ. Đầu tiên đó là tuổi. Tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc bệnh lý quá sản lành tính tuyến liệt càng cao. Và thông thường với những độ tuổi mà trên 80 thì tỷ lệ nó có thể là 70-80% là người ta có thể mắc bệnh lý quá sản lành tính tuyến liệt rồi. Thứ hai là gì? Liên quan đến sự mất cân bằng nội tiết. Đặc biệt người ta nghiên cứu là trên độ tuổi trên 50 tuổi thì nồng độ testosterone nó giảm. Chất lượng nồng độ testosterone nó giảm và tăng lượng estrogen, tức là cái cán cân và hormone. Hai hormone này nó mất cân bằng và làm tạo điều kiện cho sự tăng sinh các cái mô của tuyến tiền liệt. Thứ hai là những có thể yếu tố gia đình, yếu tố di truyền hoặc là chế độ ăn liên quan đến những bệnh lý như đái tháo đường này, béo phì, thừa cân, đây là yếu tố nguy cơ. Cũng như những người mà có thói quen sử dụng bia rượu nhiều, thuốc lá thì đấy là yếu tố nguy cơ nó kích thích cho cái tế bào tuyến tiền liệt nó tăng sinh và gây ra quá sản lành tính tuyến tiền liệt. Bác sĩ có thể cho biết là phì đại tiền liệt tuyến có những biểu hiện như thế nào? Quá sản lành tính tuyến liệt ấy là cái bệnh mà rất dễ chẩn đoán ở nam giới, vì đây là bệnh liên quan giới tính, chỉ nam giới bị thôi. Những cái người mà không bị mất tinh hoàn thì người ta sẽ có thường biểu hiện là gì? Nam giới lớn tuổi có các biểu hiện hai cái về biểu hiện lâm sàng là bệnh nhân có thể tự cảm nhận được, đó nó chia làm hai cái hội chứng là hội chứng tắc nghẽn và hội chứng kích thích. Biểu hiện là bệnh nhân có thể đi tiểu là khó khăn này, tiểu phải gắng sức này, tiểu ngắt quãng và kéo dài thời gian, hoặc là bệnh nhân tiểu vội, tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu rớt bãi và không kìm được nước tiểu. Đây là hai cái biểu hiện mà thông thường bệnh nhân nào cũng có thể cảm nhận được. Thứ hai là sau khi cái rối loạn đó rồi thì bệnh nhân có hiện tượng là ứ đọng nước tiểu thì nó có thể gây ra các biến đổi về màu sắc. Ví dụ như bệnh nhân có thể đi tiểu máu do viêm tuyến tiền liệt hoặc là bệnh nhân đi tiểu đục do nhiễm trùng tiết niệu. Đồng thời là gì? Cũng nam giới có thể xuất hiện các cái biểu hiện do rối loạn về tình dục, ví dụ như là người ta cương cứng kém này, xuất tinh chậm hoặc là người ta không xuất tinh ngược dòng. Đấy, hoặc là khi người ta có bệnh nhiễm viêm nhiễm thì nó thay đổi cái cảm giác nước tiểu, người ta có thể đi tiểu buốt. Và trên lâm sàng thì bác sĩ người ta khám thì người ta có thể sờ thấy tuyến tiền liệt to, mật độ nó mềm nhẵn, tức là tăng kích thước. Và đặc biệt trên siêu âm là cái xét nghiệm đầu tay thì cái chỉ số là cái kích thước người ta đo được thường là trên 25 gram, cộng đồng thời là gì, cái thường có nước cái biểu hiện là nước tiểu tồn dư, nước tiểu nó tăng lên. Và có cái chỉ số mà để khẳng định được theo dõi là đó là cái chỉ số PSA là kháng nguyên đặc hiệu của tuyến liệt, thì thông thường là nó dưới 4 ng/ml, còn nếu cao hơn thì người ta nghĩ đến chuyện ung thư. Bác sĩ có thể cho biết là phì đại tiền liệt tuyến có nguy hiểm hay không nếu như không được điều trị kịp thời? Ban đầu là khi không được điều trị thì sẽ gây ra những biến chứng mà ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống cũng như là cái sức khỏe của bệnh nhân. Đương nhiên nếu không điều trị thì nó có biến chứng như nhiễm trùng tiết niệu này, nó có thể gây viêm đại bể thận hoặc là nó trào ngược nước tiểu lên hai thận, nó gây ra suy thận thì cũng ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Đồng thời là gì, nó ảnh hưởng cho cuộc sống rất nhiều, làm cho người ta thay đổi thói quen, thay đổi tính cách và giờ giấc làm việc, có thể gây ra mất ngủ cho người bệnh, suy nhược, suy kiệt. Đặc biệt là gì, ở nam giới còn tương độ trung niên chẳng hạn thì nó ảnh hưởng chất lượng tình dục, nó ảnh hưởng đến cả hạnh phúc gia đình. Vì nhiều trường hợp là rối loạn cương dương này, xuất tinh sớm hoặc xuất tinh ngược dòng ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tình dục. Thưa bác sĩ, hiện nay có những phương pháp chẩn đoán cũng như điều trị bệnh phì đại tiền liệt tuyến như thế nào? Phương pháp chẩn đoán thì đó là gì, người ta sử dụng bằng lâm sàng. Thông thường người ta sử dụng thang điểm IVS, thang điểm chấm cho tuyến liệt gồm hai hội chứng tắc nghẽn và hội chứng kích thích. Sau đó thì người ta sử dụng làm các xét nghiệm như siêu âm, thăm trực tràng, và người ta sử dụng cái xét nghiệm siêu âm cũng như các xét nghiệm về PSA để người ta chẩn đoán. Phương pháp điều trị hiện nay thì theo khuyến cáo của các hiệp hội
niệu học ở Mỹ, ở châu Âu hoặc ngay ở Việt Nam thôi, thì người ta sẽ căn cứ vào cái mức độ bi đái cũng như ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Nếu mà giai đoạn biểu hiện của bệnh còn nhẹ thì thông thường người ta có thể chỉ cần điều chỉnh lối sống thôi, chế độ ăn uống, tập luyện, hoặc là người ta sử dụng các loại thuốc có tác dụng là giúp cho người bệnh nhân đi tiểu nó dễ dàng, thuận lợi hơn, cũng như làm cái kích thước tuyến nó bé. Còn khi mà cái mức độ nó ảnh hưởng bắt đầu từ mức độ trung bình rồi, IPS nó trung bình là từ 8 đến 20 chẳng hạn, thì người ta có thể sử dụng các biện pháp ít xâm lấn, ví dụ người ta có thể nút mạch tuyến tiền liệt này, hoặc là người ta dùng thuốc hỗ trợ, cũng như là người ta có thể sử dụng các phương pháp để mở rộng niệu đạo Uroline chẳng hạn, hoặc là những cái sóng cao tần hai phu người ta đốt. Còn khi mà không có đáp ứng với cái phương pháp đó thì người ta phải nút mạch tuyến tiền liệt, nhưng mà với điều kiện phải chẩn đoán được chính xác đấy là quá sản lành tính tuyến liệt. Sau đó những trường hợp mà không đáp ứng nữa thì người ta có thể sử dụng các phương pháp như hiện nay ở bệnh viện chúng tôi, đó là phẫu thuật. Thì phẫu thuật thì thông thường bây giờ là đa phần là người ta đã áp dụng được cái công nghệ mổ nội soi ngược dòng qua đường niệu đạo bằng các cái ngoài nguồn năng lượng như dao điện này, dao nướng cực, hoặc là laser bốc hơi, hay là dao này phóng thẳng để người ta có thể bóc toàn bộ nhân sơ tuyến liệt. Bất đắc dĩ những trường hợp mà u tuyến liệt nó quá to thì chúng tôi phải mổ mở, mà cái điều đó thì người bệnh cũng như là thầy thuốc là không mong muốn. Cuối cùng bác sĩ có những lời khuyên như thế nào tới mọi người để phòng bệnh phi đại tiền liệt tuyến? Theo tôi thì tất cả mọi người khi có biểu hiện rối loạn tiểu tiện ở nữ hay nam giới, đó là biểu hiện là đi tiểu khó khăn này, tiểu buốt hay là tiểu có màu sắc bất thường, thì mình đi khám bệnh ngay, vì mình chẩn đoán sớm thì mình điều trị có thể khỏi được hoàn toàn. Đối với những nam giới trung niên trở lên thì có nên đi khám sức khỏe định kỳ, vì trong khám sức định kỳ người ta có siêu bụng để phát hiện được cái kích thước tuyến liệt, hoặc người bác sĩ thăm trực tràng thấy tuyến liệt to, cũng như người ta sử dụng các thang điểm IPS để người ta tầm soát sớm bệnh lý tuyến liệt. Và khi có những biểu hiện như vậy thì chúng ta bây giờ là gì, xu hướng là người ta sẽ thiên về điều trị là không xâm lấn, ít xâm lấn, và là gì, điều trị thuốc, thì giúp cho người bệnh nam giới trung niên trở lên là hạn chế cái sự phát triển của cái bệnh lý quá sản lành tính tuyến liệt. Và chính vì như vậy thì giúp cho cái chất lượng cuộc sống cũng như công việc của người nam giới trung niên trở lên thì nó sẽ được tốt nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học bệnh viện E, đã có những chia sẻ thông tin rất bổ ích tới khán giả xem truyền hình. Vâng, thưa quý vị, bệnh phì đại tiền liệt tuyến gây ra nhiều triệu chứng bất lợi cho sức khỏe của nam giới. Tuy nhiên, nếu có một chế độ ăn uống hợp lý, nam giới có thể cải thiện các triệu chứng của căn bệnh này và nâng cao sức khỏe tuyến tiền liệt một cách tự nhiên. Vậy bị phì đại tiền liệt tuyến nên kiêng gì, ăn gì là tốt nhất và chế độ tập luyện như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chia sẻ tới từ chuyên gia để biết được cách ăn uống, sinh hoạt phù hợp cho người bị u phì đại tiền liệt tuyến. Kính thưa quý vị và các bạn, u phì đại tiền liệt tuyến là bệnh lý thường gặp ở nam giới lớn tuổi. Để hạn chế những cái ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của mình thì tôi xin chia sẻ về cách luyện tập, chế độ dinh dưỡng và những thói quen lên và không lên để quý vị tham khảo. Thứ nhất là về chế độ ăn uống, luyện tập. Quý vị nên luyện tập sức khỏe thường xuyên để nâng cao cái thể trạng chung của mình, nâng cao sức khỏe để kiểm soát cân nặng tốt, tránh những trường hợp mà tăng cân nhiều thì có thể ảnh hưởng đến vòng bụng, rồi chèn ép vào bàng quang, tiền liệt tuyến, gây ra những cái rối loạn về đường tiểu. Về chế độ luyện tập thì các bạn có thể luyện tập thể dục thể thao với sở thích của mình, với một cái cường độ vừa phải. Cái thứ hai đó là những cái bài tập chuyên sâu, như bài tập Kegel, bài tập tăng sức mạnh cơ sàn chậu để kiểm soát đường tiểu và tập tiểu. Là về chế độ dinh dưỡng, đối với người mắc u phì đại tiền liệt tuyến thì các bạn nên có những chế độ ăn hạn chế táo bón, bằng cách là mình ăn bổ sung đầy đủ chất xơ. Thứ hai, trong chế độ ăn mình có thể bổ sung khoai, chuối hàng ngày. Tuy nhiên mình cũng hạn chế măng, rau bí, có nguy cơ mình ăn nhiều có thể gây ra những cái tắc ruột. Trong ăn uống đó là cái uống nước thì mình phải đảm bảo làm sao để mỗi ngày có thể uống từ 2 đến 3 lít nước. Tuy nhiên cái thời gian uống nước thì các bạn nên chia theo uống theo giờ, hạn chế uống nước vào buổi tối. Buổi tối thì các bạn ăn uống thì cũng hạn chế ăn canh, uống nước nhiều. Trong khoảng thời gian 3 tiếng trước khi đi ngủ thì mình hạn chế, tránh trường hợp gây ra khi đi tiểu đêm. Bởi khi mình đang ngủ mình lại buồn tiểu, mình phải thức dậy là mất giấc ngủ của mình, ảnh hưởng đến giấc ngủ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Mình cũng hạn chế sử dụng các đồ uống mà có ga, đồ uống có cồn như rượu, bia hoặc là cà phê, bởi vì nó gây lợi tiểu, sẽ kích thích các bác đi tiểu nhiều. Thứ ba đó là những cái thói quen khi đi vệ sinh. Khi đi vệ sinh thì các bác nên duy trì những cái thói quen, chẳng hạn như là mình nên
khoảng duy trì khoảng 3-4 tiếng. Mình đi tiểu một lần để tạo thành cái thói quen là cái phản xạ cho bàng quang. Trước mỗi chuyến đi xa hoặc là khi các bạn tham gia có thể hội họp thì mình cũng nên đi tiểu trước, ra khỏi nhà mình nên đi tiểu trước để tránh những trường hợp là mình phải nhịn tiểu quá lâu. Trên đây là những chia sẻ của tôi về chế độ luyện tập, ăn uống và sinh hoạt đối với những người bệnh u phì đại tiền liệt tuyến lành tính. Hy vọng với những thông tin tôi chia sẻ, các bạn sẽ có những kiến thức để phòng tránh và điều trị bệnh u phì đại tiền liệt tuyến cho mình tốt hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, Bệnh viện E là một bệnh viện đa khoa trung ương trực thuộc Bộ Y tế nằm ở phía Tây Bắc Hà Nội. Bệnh viện được trang bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ giàu y đức, giàu chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ nhu cầu khám và chữa bệnh cho người dân. Khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học của Bệnh viện E được hỗ trợ trang bị nhiều phương tiện chẩn đoán và điều trị hiện đại như hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến từ máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla, máy chụp cắt lớp 64 lát cắt, hệ thống máy cắt u tuyến tiền liệt bằng dao lưỡng cực, laser bốc hơi, giả nội soi 3D. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau trong chuyên mục Địa chỉ xanh. Nếu trước đây việc điều trị ngoại khoa của phì đại lành tính tuyến tiền liệt chủ yếu là mổ mở, thì hiện nay phương pháp phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt đã trở nên phổ biến do những ưu việt mà nó mang lại. Nội soi cắt tuyến tiền liệt là phương pháp phẫu thuật nhẹ nhàng, hiệu quả và có thể áp dụng cho đa số các trường hợp phì đại lành tính tuyến tiền liệt đã có chỉ định mổ, giúp người bệnh tránh được một cuộc mổ mở. Sẹo mổ lớn gây đau đớn kéo dài, làm tăng thời gian điều trị, hạn chế hồi phục vận động, sinh hoạt và lao động. Đồng thời tránh được nhiều nguy cơ biến chứng sau mổ như rò bàng quang, nhiễm trùng vết mổ, chảy máu. Trong năm về trước thì phẫu thuật u phì đại lành tính tuyến liệt chủ yếu là mổ mở. Hiện nay thì cái phương pháp mổ nội soi trở nên phổ biến hơn. Thế thì nó có rất nhiều cái ưu điểm hơn là cái phương pháp mổ mở ngày xưa. Thứ nhất là về tâm lý bệnh nhân. Bệnh nhân khi được nghe bác sĩ giải thích là mổ nội soi thì tâm lý rất là thoải mái trước khi bước vào cuộc mổ. Thứ hai là về mặt những cái biến chứng trước trong và sau mổ của bệnh nhân thì trong mổ bệnh nhân đã giảm được nguy cơ là chảy máu, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Sau mổ thì bệnh nhân được giảm được nguy cơ đau. Bởi vì mổ mở thì cái vết mổ rất là dài dưới rốn, vùng bụng rất là dài gây nên đau đớn. Cái thời gian phục hồi sau của bệnh nhân kéo dài hơn so với mổ nội soi. Tiếp theo là gì, những cái biến chứng sau muộn sau là các bệnh trong quá trình mổ mở có thể có những cái biến chứng như là rò bàng quang rồi là hẹp niệu đạo thì những cái nguy cơ đó cũng được giảm đi rất là nhiều so với đối với phương pháp mổ nội soi. Bệnh nhân được bác sĩ gây tê bằng phương pháp gây tê tủy sống. Bác sĩ đưa dụng cụ nội soi từ niệu đạo vào tuyến tiền liệt và bàng quang. Các thùy của tuyến tiền liệt được cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ bằng các loại năng lượng, dao đơn cực, lưỡng cực hoặc laser. Sau đó các mảnh tổ chức được hút ra khỏi bàng quang để làm giải phẫu bệnh. Diện cắt được đốt cầm máu kỹ rồi đặt ống thông niệu đạo để cầm máu. Toàn bộ quá trình phẫu thuật được kiểm soát bởi các bác sĩ gây mê hồi sức giàu kinh nghiệm. Đối với bác sĩ thì cũng ở cái kíp mổ thì sẽ là khi thực hiện phẫu thuật thì nhẹ nhàng rất là nhiều. Tức là khi ngày trước là mổ mở thì về kíp mổ ít nhất là phải 3 người và khi mổ rất vất vả trong quá trình cầm máu bởi vì cái tuyến tiền liệt là một cái tạng rất là sâu ở vùng hạ vị. Thế là rất là khó để tiếp cận. Chính vì nên là khi mổ mở rất là mất nhiều thời gian, tốn thời gian và gây chảy máu và quá trình cầm máu rất là khó khăn. Thế bây giờ mổ nội soi chúng tôi dưới màn hình camera có thể kiểm soát được toàn bộ tuyến tiền liệt và một cách nhẹ nhàng mà không cần phải mất sức nhiều. Mổ nội soi là phương pháp mổ hiện đại, áp dụng công nghệ cao trong phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến. Thời gian thực hiện phẫu thuật kéo dài khoảng 60 đến 180 phút, tùy thuộc vào kích thước của khối u. Vâng, thưa quý vị, phì đại tiền liệt tuyến thường phát triển từ từ và không gây ra bất kỳ sự nguy hiểm nào trong một thời gian dài. Tuyến tiền liệt bao quanh niệu đạo nên khi nó bị phì đại sẽ gây cản trở nước tiểu chảy ra từ bàng quang ra niệu đạo, do đó sẽ xuất hiện tình trạng rối loạn tiểu tiện hoặc gây xuất tinh ngược dòng. Nếu tình trạng này kéo dài có thể gây bí tiểu mãn tính và dẫn đến các biến chứng nguy hiểm, làm suy giảm chất lượng cuộc sống cũng như chất lượng sinh hoạt tình dục ở nam giới. Hy vọng rằng với những thông tin trên có thể giúp quý vị có biện pháp phòng tránh phì đại tiền liệt tuyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.